Thưa quý vị và các bạn, lịch sử tư tưởng Việt Nam đang ngày càng được nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc. Ngày càng nhiều những cuộc đời, những con người có công cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc được tìm hiểu và tôn vinh. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm một gương mặt tiêu biểu của tư tưởng Việt Nam thế kỷ 19, đó là danh nhân Đặng Huy Trứ. Đặng Huy Trứ không những là một nhà cải cách Việt Nam thời cận đại, là ông tổ nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam, mà còn là người đầu tiên đưa ký nghệ đóng tàu phương Tây du nhập vào Việt Nam. Nước Đại Việt từ thời Tự Đức, do bế quan tỏa cảng, kinh tế sa sút, quan tham nhũng không thể kể xiết, đến nỗi vua phải kêu lên trong một chỉ dụ gửi các quan năm 1851. Quan coi dân như kẻ thù, dân sợ quan như hổ. Quan mưu tích cho đầy túi tham, ngày đục, tháng khoét, lại thêm bao nhiêu việc sách nhiễu không thể kể hết được. Dân điều tàn mà gốc của nước lay động, rất đáng lo sợ thay. Trong bối cảnh đó, lại có một ông quan nổi tiếng thanh liêm, danh thơm truyền đời. Đó là Đặng Huy Trứ. Đặng Huy Trứ sinh năm 1825, mất năm 1874, tự Hoàng Trung, quê ở làng Thanh Lương, nay thuộc xã Hương Xuân, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông không chỉ là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn vào giữa thế kỷ 19, mà còn là một sĩ phu yêu nước, chống Pháp, đứng về phái chủ chiến, ngay từ những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta. Một nhà quân sự, một ông quan thanh liêm chính trực đương thời. Đặng Huy Trứ là một trong những người có công đầu tiên đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam bằng việc mời hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường ngày 14 tháng 3 năm 1869 ở phố Thanh Hà, Hà Nội. Từ nhỏ, Đặng Huy Trứ đã nổi tiếng thông minh lĩnh ngộ. Khoa thi năm 1847, ông đã lọt qua các vòng thi hương và thi hội. Đến khi thi đình, do bài thi Phạm Húy nên bị gạch khỏi danh sách và cấm thi trọn đời. Xong, vì biết tài học của ông, một vị quan lớn đương triều đã mời ông về dạy học cho con em trong nhà. Và cho tới 8 năm sau, nhờ vị quan nọ tâu xin với vua nên ông được thi lại và đỗ tiến sĩ vào năm 1855. Đặng Huy Trứ ra làm quan đúng lúc tàu chiến Pháp đến cửa biển Đà Nẵng bắn phá bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Làm quan trong cảnh nước sôi lửa bỏng, mặc dù không phải là quan võ, không trực tiếp tham gia vào chiến trận, nhưng ông là một trong những người đầu tiên dùng những áng văn thơ của mình để khích lệ tinh thần, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Đặng Huy Trứ cũng tự xác định, dân không chăm sóc chớ làm quan. Điều tự dân này do ông viết trong bài thơ Thí Trúc, có nghĩa là cho cháo, vào năm 1864, là năm đất nước chịu nhiều thiên tai, bão lụt, mất mùa ở nhiều nơi, làm nhân dân đói khổ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hiểu được tấm lòng thương dân như con và hơn hết là sự nhận thức được vai trò và vị trí của dân trong cuộc chiến trường kỳ mà không phải vị quan nào thời đó cũng hiểu được. Trong bài thơ Thí Trúc, ông kêu gọi nhà nhà giảm bớt một phần ăn để cứu giúp người bị đói vì gáo nước cá may tươi sống lại, dân không chăm sóc chớ làm quan. Ông còn viết, năm Giáp Tý năm 1864, lúa chiêm thất bát, dân không đủ no, lấy gì làm cơm, lấy gì làm cháo. Thương sao những kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Cứu dân không cách gì, lòng ta rối bời. Theo ông, người làm quan phải hết lòng thương yêu dân, không được coi mình là phụ mẫu của dân để ban ơn cho dân. Từ tư tưởng đó, Đặng Huy Trứ coi dân là người nuôi mình, từ miếng cơm ăn đến tấm áo mặc đều do từ mồ hôi của dân mà có. Thực thử cao chi tương nãi hà, có nghĩa là nợ dân dầu mỡ, mồ hôi, tính sao đây? Do đó, phải luôn tâm niệm đền ơn trả nghĩa dân, làm quan đứng đầu một tỉnh mà ông lại tự ví mình như khuyển mã và luôn tự trách mình. Khuyển mã ngô sinh tứ thập niên, đồ đa tuế nguyệt, cánh đa khiên, nghĩa là
Khuyển mã đời ta 40 rồi, uổng bao năm tháng lắm lầm sai. Làm quan sẵn có quyền hành, lại giữ tiền bạc của nhà nước trong tay. Vậy mà Đặng Huy Trứ vẫn sống liêm khiết, nêu tấm gương tận tụy vì dân, vì nước. Thức đến tàn canh dậy trước lại, ăn dành một món khổ cùng dân. Từ tấm lòng thương yêu dân như vậy, Đặng Huy Trứ càng ghét cay ghét đắng, bọn quan tham ô lại áp ức, bóc lột dân, và đã thẳng thắn vạch mặt chỉ tên bọn chúng. Ngay từ thời bấy giờ, ông đã nhận ra tệ nạn tham nhũng, hối lộ, gây nguy hại cho nước, cho dân. Ông viết, mình thì lợi dân, dân gắn bó, đẽo dân mình béo, dân căm hờn. Hờn căm gắn bó tùy ta cả, duy chữ thành danh đối thế nhân. Ông nêu ra ba phẩm chất mà người làm quan cần phải có là thanh, cần, thận. Thanh là liêm khiết giữ mình, không được nhận mọi thứ của cải phi nghĩa. Không lấy trước mặt mà lấy sau lưng lại càng xấu xa. Cần là chăm chỉ việc nước, việc nhà. Làm quan mà một ngày không chăm chỉ thì dân ắt phải hứng chịu mọi điều tệ hại. Quan không làm việc tận tâm thì yên lòng dân sao được. Thận trọng là một đức tính mà người làm quan cần phải có. Đưa ra một lệnh sai thì tệ hại sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Một lần xử án sai sẽ làm nảy sinh oan khuất. Làm quan xử án, bọn quan tham mấy lần hối lộ ông vẫn một tấm lòng băng chẳng bụ vương. Hối lộ không xong, chúng liền vu cáo ông vẫn thanh thản mà rằng, vu khoát kẻ kia xoay miệng lưỡi, ngang nhiên ta vẫn vững can trường. Vẫn cơm vẫn rau dưa canh chủ chốt, tường kẻ vách bung vì việc làm khẳng khái này mà trong 9 tháng thì có đến 3 lần ông bị giáng chức. Có lẽ chính vì thế mà Đặng Huy Trứ thấu hiểu tai họa tài đình của nạn tham nhũng, hối lộ đang ngày đêm làm rũng ngọt cái giường cột nước nhà. Vạch tội tham nhũng chưa đủ, ông còn làm rất nhiều thơ nói về đạo đức của người làm quan chống tham nhũng. Dân miếng ăn chẳng có, ta ngồi ăn sao đành. Dẫu người đời tham lam thành thói, lòng son này giữ với cao xanh. Lúc ông làm quan tri huyện Quảng Xương, dân bị mất mùa, đói kém. Thương dân, ông không chịu mộ lính ngay, nên bị phạt 1 năm không lương. Vợ con trong quê ra chơi, phải đi vay gạo ăn. Ông tâm sự, ngoài kia kêu khát bao người đói, cám cảnh dân đen những chạnh lòng. Mình thiệt, lợi dân, dân gắn bó, đẽo dân mình béo, dân căm hờn. Thì chính vì vậy khi ông ra làm quan, ông ra làm cái phụ trách cái thời kỳ mà ông làm ở trên cái bộ binh, tức là bộ quốc phòng ấy mà. Rồi thì sau này đi trực tiếp ra ngoài Bắc để chống Pháp với lại ông Hoàng Kế Viêm. Thì trong những cái cảm xúc của ông bao giờ cũng hướng về nhân dân như thế. Và chúng ta cũng có hàng trăm bài thơ của ông nói về cảm tình trước cái nạn dân nghèo này, nước đói này, và bọn tham quan ô lại như thế nào rồi, dân khổ như làm sao, thì ông đều thể hiện trong những hàng trăm cái bài thơ của ông như vậy. Nếu chúng ta đọc, chịu khó đọc thì sẽ thấy được cả cái tinh thần dân tộc, tinh thần trí dũng và liêm khiết của ông, cũng như là ta gọi là vì dân, vì nước, vì nhân dân phục vụ trong những cái thơ văn của ông là như thế. Đặc biệt, quá bức xúc trước họa tham nhũng, hối lộ. Về cuối đời, khi đang bệnh nặng ở Trung Quốc, ông đã dốc hết trí tuệ và sinh lực để soạn cuốn sách dài 650 trang bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan, gọi là Từ Thụ Yếu Quy, rồi tự bỏ tiền túi ra in năm 1868, mong để lại cho đời sau làm bài học. Đây là cuốn sách có 102 trong lịch sử nước ta, một tác phẩm đặc sắc và độc đáo. Sách Từ Thụ Yếu Quy có nghĩa là không thể nhận và có thể nhận, nêu lên làm quan, luôn luôn tâm niệm có 104 thứ hối lộ, không thể nhận. Sau đây là một số trong 104 thứ hối lộ không thể nhận. Sĩ tử đi thi, hối lộ cầu được đỗ. Phép thi, quý là chọn được thực tài, thế mà có kẻ hèn kém,
ngày thường chẳng chịu học hành, đến kỳ thi liền đem tiền bạc đến hố lộ quan chấm thi để cầu được đỗ. Quan lại xảo quyệt hố lộ cầu được tiến cử. Người làm quan phần đông nóng lòng mưu cầu giàu sang, hoặc muốn bổ vào chỗ dễ kiếm trác, hoặc mong thăng chức. Lúc đầu thì biếu ta sơn hào hải vị, trà ngon, the tốt. Tiếp đến là tùy trên thích gì, lớn nhỏ đều sẵn sàng dâng vàng bạc từ 1 lạng đến 300-400 lạng. Đến khi mua được chức quan thì lãi mẹ đẻ lãi con, họ dùng quyền để mà lấy lại, dùng ngày dỗ cha mẹ để mà lấy lại, dùng việc cưới xin con cái để mà lấy lại. Thứ hố lộ ấy không thể nhận. Quản cơ xuất đội hố lộ để được ra coi cửa quan, cửa biển. Địa phương hố lộ các quan thanh tra. Thương nhân hố lộ để xin dấu bớt thuế. Khi thuyền chở hàng ra cảng, theo 2 hạng quý và thường, rồi căn cứ vào số cân mà đánh thuế. Xong phép công cố định mà lòng người ham muốn không cùng. Còn buôn thì lần đo khám nào cũng đem tiền bạc hố lộ cho quan để ẩn lậu cho đi. Nếu thấy họ lễ hậu mà giảm cho, để túi riêng ta càng đầy, còn thấy khóa cửa đình thì bị thất thoát. Thứ hố lộ ấy không thể nhận. Còn buôn nước ngoài hố lộ để cầu thân. Con buôn mang lễ vật biếu quan, nào trà ô long, quản lông trắng, lộc nhung, quế chi, the lụa tô châu, đồ sứ giang tây. Nhờ thế họ buôn bán hàng cấm, tung tiền ra để mua chuộc, xin thầu việc này việc khác mà trở nên giàu có. Họ mưu dùng ta làm bức tường chắn cho họ làm giàu. Thứ hố lộ ấy không thể nhận. Từ thụ, từ là từ chối, thụ là hưởng thụ, là nhận chấp nhận. Yếu quy là những cái điều cần phải ghi nhớ, những cái quy ước cần phải ghi nhớ về. Thì có một cuốn sách không dài lắm, nhưng trong đó có hàng trăm cái điều để mà khuyên dân, khuyên những người làm quan phải phát tâm cái mình, tức là bảo vệ cái tính liêm khiết của mình, và phải biết từ chối, biết nhận. Thì một cái nguyên tắc là như chúng ta bây giờ vẫn tồn tại đấy, tức là khi mà nhận tiền đút lót ấy, nhận tiền mà gọi là hối lộ ấy, thì là không được, phải từ chối, bởi vì cái đó là mục đích chưa rõ ràng, và cũng vì cái tư, thiên tư thôi, vì những cái chuyện mà mình thiên vị muốn cho được việc ấy mà. Ta dùng cái chữ nôm na là đút lót thì ông không công nhận, và ông coi đó là điều đáng lên án nghiêm khắc và thậm chí đưa ra xử trong luật. Còn mà thụ tức là được chấp nhận những cái lời cảm ơn, những cái quà biếu xén mà sau này thành công rồi mà thấy đó là ghi được cái tình nghĩa giữa quan và dân, ghi được cái tấm lòng của cái người cầm quyền với cái người dân, mà biết vì sao mà phải làm cái việc có ích như thế này. Khi đó người ta ghi nhận như là một công lao, ta gọi là thành tích ấy, thì khi đó ông dám nhận và cũng có những cái điều luật lệ như vậy. Cái quyển mà Từ Thụ Yếu Quy đã được tái bản đến 2 lần ở đất nước ta trong vòng vài mấy năm nay để phục vụ cho cái nạn chống tham nhũng, tham quan ô lại, tham nhũng hiện nay đấy. Thì tôi nghĩ là cái đó là một tác phẩm đáng được đề cao và cũng nên in đi in lại và nên phổ biến nhiều hơn cho nhân dân ta đúng, vẫn còn đúng với trong ý nghĩa thực tiễn hôm nay. Đặng Huy Trứ cũng như một số người cấp tiến lúc bấy giờ luôn nhấn mạnh đến công cuộc tự cường tự trị. Nội dung tự cường tự trị chủ yếu là tiến hành những cải cách mạnh mẽ, làm cho dân giàu, bình mạnh. Công việc này đòi hỏi những người trí thức chân chính phải biết tiếp thu những kiến thức cổ kim Đông Tây, kế thừa phát triển để đưa xã hội tiến lên. Lịch sử đã đặt người trí thức trước những điều kiện mới về vật chất và tinh thần, khiến họ phải lựa chọn hoặc là cứ khư khư ôm lấy tư tưởng lạc hậu, bảo thủ của một xã hội trì trệ, hoặc rời bỏ sự ràng buộc của tư tưởng cũ để tiếp thu tư tưởng mới khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đã xâm nhập. Và Đặng Huy Trứ đã đi theo xu hướng thứ hai. Ông là một nhà trí thức liên tục tìm kiếm những tri thức mới, mong tìm ra những phương sách để giúp dân cứu nước. Phan Bộ Châu đã từng nói, những năm cuối thời Tuệ Đức Tân Học chưa vào, đường biển chưa mở, nhưng đã có người bàn về đại thế của thiên hạ, nói nên kết giao với Anh Đức, không nên cứ ỷ lại vào Bắc Triều. Đã có người xin cử người xuất dương học binh pháp của Tây Âu. Thừa Thiên có Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ, Quảng Ngãi có Nguyễn Đức Thuấn, Nghệ An có Nguyễn Trường Tộ. Họ chính là những người đã trồng cái mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam.
Ngay từ khi còn ít tuổi, ông đã nhận thức được việc học máy móc theo kiểu tầm trường trích cú chẳng có lợi ích gì. Ông lên án cái thói học máy móc và tự xác định tài học của mình nông cạn, thiếu thốn. Cả thiên văn và toán học, ông cho rằng mình chưa biết được là bao. Trong một bài thơ gửi cho anh là Đặng Huy Tá, ông than phiền rằng: Dương hành cửu dĩ am phong lãng, gia học hà thường thức giáp binh. Nghĩa là, vượt biển em đã từ lâu quen sóng gió, nhưng cái học của nhà ta đã bao giờ cho chúng ta những kiến thức về chiến trận đâu. Nhận thức điều đó, ông luôn trau dồi những kiến thức còn thiếu. Dưới thời Tự Đức, triều đình cấm phổ biến binh thư, nhưng đứng trước nạn ngoại xâm, ông đã tự mình tìm đọc những sách về quân sự để tìm hiểu kế sách đánh giặc. Về sau này, ông đã biên soạn và chú thích công phu cuốn sách Vũ Kinh. Ông nói, xưa nay thiếu gì những thư sinh phá giặc trừ gian, sông pha nơi thành đồng ao nóng, liều mình giữ mũi tên hòn đạn. Thiếu gì những nhà nho, ngồi trước chén rượu mâm cơm mà lòng vẫn nghĩ đến chuyện chế ngự kẻ thù. Mặc áo cừu mang cân đai mà vẫn lo điều binh khiển tướng. Về sau này, đến năm 1869, ông thành lập nhà in Chí Trung Đường ở phố Thanh Hà, Hà Nội, rồi cho in hai cuốn binh thư gửi biếu bạn bè. Trong thư biếu sách, gửi lên Tổng đốc Thanh Hóa là Tôn Thất Hành, ông viết: Bốn phương giặc giã, đó là cái nhục của Khanh Đại Phu. Muốn rửa nhục này, không thể không đọc binh thư. Nhờ có kiến thức quân sự trong binh thư mà khi được điều sang làm Thượng viện quân sự ở Sơn Hưng Tuyên, ông đã giúp ông Ích Khiêm và Hoàng Kế Viêm trong việc thành lập các đội quân mới và xây dựng thiết chế kỷ luật trong quân đội. Cùng với việc xây dựng quân đội, ông là người đặt vấn đề đưa kinh tế và khoa học kỹ thuật lên hàng đầu trong sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Quan điểm cấp tiến ấy đã được củng cố khi ông được phái đi Quảng Đông và tiếp xúc với những điều mới lạ của văn minh phương Tây bắt đầu du nhập vào Trung Quốc. Trước tình hình kinh tế nước ta ngày càng suy sụp, sản xuất thấp kém, đời sống khó khăn, Đặng Huy Trứ nhận thấy nhu cầu cấp thiết của đất nước là phải xây dựng một nền nông nghiệp vững chắc và phát triển thương mại, cùng với việc khai mỏ, cải tiến hệ thống giao thông vận tải. Nếu thực thi được những điều này tích cực, thì trong 10 năm trở lại, có thể làm giàu cho đất nước và ta có đủ cơ sở để thắng giặc. Để giải quyết cấp thiết tình hình suy sụp kinh tế của đất nước, ông nhận thức, thương nghiệp là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vượt qua quan niệm nho giáo, coi đi buôn là một nghề mạt, ông đã tự nhận lấy trách nhiệm này để làm giàu cho đất nước. Nghề buôn bán dẫu là nghề mạt, nhưng chịu ơn nước và tự giết mình xin đưa sức khuyển mã ra báo đáp, đảm nhận việc tài chính quốc gia, sớm tối lo toan, chạy khắp Đông Tây, dẫu thì nát xương tan, vẫn không từ nan. Với ý chí ấy, năm 1866, nhà vua cho phép ông thành lập một cơ quan kinh tế thương mại, lấy tên là Bình Chuẩn Xứ. Chính điều này giúp ông cống hiến được nhiều công sức vào công cuộc tự cường, tự trị của đất nước. Những lạc Sinh Điếm, lạc Thanh Điếm, lạc Đức Điếm được mở ra và việc lưu thông hàng hóa đã diễn ra trong cả nước. Theo quan điểm kinh tế, công tư lưỡng lợi, ông đã động viên thêm vốn của tư nhân cùng với vốn của triều đình cấp vì 50.000 quan là số vốn quá ít để ông mở mang thương nghiệp. Nhằm thực thi những chính sách về thương nghiệp, ông còn tổ chức việc khai mỏ, xuất cảng thiếc, tơ lụa, đường, dầu thảo mộc, quế sang Hồng Kông. Sự trao đổi hàng hóa với nước ngoài đã tạo nên một sinh khí mới cho nền kinh tế quốc dân. Để phát triển thủ công nghiệp, ông còn tổ chức các hộ sản xuất riêng lẻ theo ngành nghề và cho các hộ này vay vốn trước để mua nguyên liệu rồi bán hàng cho nhà nước. Quan điểm mới mẻ này của ông cho đến nay hơn một thế kỷ vẫn còn phù hợp và vẫn phát huy tác dụng thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển. Tư tưởng kinh tế của Đặng Huy Trứ đã đi trước thời đại và vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Quả thực, sinh tài đại đạo, sự phi sinh. Nghĩa là, làm giàu là một đạo lớn không thể xem khinh. Chỉ tiếc rằng, khi công việc đang có chiều hướng phát triển tốt, thì Tự Đức nghe những lời tấu theo tư tưởng bảo thủ đã xuống chiếu bãi bỏ cơ quan Bình Chuẩn, xóa bỏ những thành quả mà Đặng Huy Trứ đã xây dựng được với bao tâm huyết.
cùng với việc xây dựng kinh tế, Đặng Nguy Trứ còn bỏ nhiều công sức trong việc khai thác những thành quả khoa học kỹ thuật của nước ngoài. Ông đã được đi Ao Môn và Hương Cảng 2 lần do được sự ủng hộ của Phạm Phú Thứ. Trong thời gian ở nước ngoài, ông thường gặp gỡ và trao đổi với nhiều nhà trí thức canh tân của Trung Quốc. Ông đã tiếp xúc với nền khoa học tiên tiến như việc chế tạo máy móc, đóng thuyền, đúc súng đạn, v.v. Thời kỳ này, ông đã sao tầm sách báo nước ngoài, dịch ra và giới thiệu với các trí thức trong nước. Ông còn gặp gỡ động viên những người Việt Nam được cử sang Hương Cảng, học nghề đóng tàu thủy chạy bằng hơi nước. Ông ghi chép tỉ mỉ kỹ thuật máy hơi nước được mô tả trong cuốn sách Bắc Vận Tân Biên của người Anh để đem về nước. Cũng trong dịp này, ông đã mua được 239 khẩu quả sơn pháo. Đặng Nguy Trứ đã thực sự xứng đáng khi được gửi gắm lòng tin lúc đi sứ. Thù phương kỹ lưỡng nhàn miêu tả, đại địa giang san túc phẩm bình, vị thủy tương phùng tương biệt thoại, hoàn đương ích quốc dụ nhân sinh. Có nghĩa là, xem xét kỹ lưỡng tình hình bên ngoài đủ để luận bình về cái thế đại địa của giang san. Gặp nhau nơi sông vị để nói lời tạm biệt, trở về đem lại lợi ích cho nước, giàu mạnh cho dân. Những mong mang điều hay về phục vụ, xây dựng đất nước, nhưng hoàn cảnh đen tối bấy giờ khiến Đặng Nguy Trứ không có điều kiện thực hiện. Thực dân Pháp sau khi chiếm 3 tỉnh miền Đông đã chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây. Nhiều sĩ phu yêu nước bị chết. Trong khi ấy, bên ngoài Minh Trị lên ngôi đẩy mạnh cuộc duy tân ở Nhật. Còn vua Tự Đức chỉ tìm mọi cách để xin hòa với Pháp, cấm tất cả các huyện lỵ không được mậu quân, không được rèn đúc vũ khí. Vua Tự Đức với tư tưởng bảo thủ đã thực sự đi ngược lại trào lưu lịch sử và ngược lại ý chí của nhân dân. Chính vì vậy, đất nước ngày càng vào đêm tối của nghèo nàn lạc hậu. Đó chính là bi kịch của Đặng Nguy Trứ và cũng là bi kịch chung của nước ta trong thời kỳ bấy giờ. Nếu các nhà cải cách như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch quan tâm đến những vấn đề như bài binh bố trận, đào tạo sĩ quan, giao thông vận tải, trang bị vũ khí và học tập chiến thuật, kỹ thuật mới, thì Đặng Nguy Trứ đã nổi bật trong việc quan tâm trước hết đến việc đặt cơ sở tư tưởng chiến tranh nhân dân cho mọi vấn đề chiến lược, chiến thuật và kỹ thuật khác. Ông viết, quân đội là nanh vuốt có quan hệ đến sự thắng bại, nhưng nhân dân mới là huyết mạch, quyết định sự an nguy của đất nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là nghiệp chung của nhân dân, phải dựa vào nhân dân mới có thể đi đến thắng lợi. Quân đội là từ nhân dân mà ra, do vậy muốn quân đội vững mạnh, đủ sức chiến đấu và chiến thắng được thì phải dựa vào dân. Quan điểm chiến tranh nhân dân ấy chẳng những xuất phát từ mệnh đề nho giáo quen thuộc, dân là gốc của nước, mà còn từ chỗ ông đã bổ sung cho mệnh đề ấy một tư tưởng mới, dân là chủ của thần. Ông viết, dân là gốc của nước, là chủ của thần. Tư tưởng này là tư tưởng cơ bản, quán triệt mọi suy nghĩ của ông trong các lĩnh vực khác. Thực ra thì các ông Nguyễn Trường Tộ sớm nhất thì có một cái chương trình cải cách như ta biết là toàn diện hơn, tức là kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao, quân sự v.v. Thì ông Nguyễn Đặng Nguy Trứ không có cái tầm nhìn một cách toàn diện có tính chất như là nhà thiết kế của tổng kiến trúc sư như thế. Nhưng ông Đặng Nguy Trứ thì lại đi được vào cái phần cụ thể về đời sống nhân dân, về phải phát huy kinh tế, về phải sản xuất, phải phát triển công thương nghiệp ấy, về học nghề rồi thì về khai thác mở điều đồn điền rồi khai hoang các thứ. Thì ông, tức là người ta gọi ông Nguyễn Công Trứ là ông Đặng Nguy Trứ như là một cái nhà doanh nghiệp hiện đại. Như chúng ta nói bây giờ cái gương của ông có đưa ra những cái chuyện như là doanh điền thế nào, khai hoang thế nào, buôn bán với nước ngoài như thế nào, trong vấn đề kinh tế về buôn bán Nam Bắc thế nào, trong ngoài thế nào. Thì cái đó là ở đời ông Tự Đức ấy, là hồi đó triều đình mình đang có chính sách là bế quan tỏa cảng mà, thì ông hoàn toàn phản đối cái điều đó. Cả hai về mặt lý luận thì ông phản đối cái nho học, là nói là cho thương nghiệp là cái nghề mặt hàng, nghề quân buôn. Thì ông đề cao ông rồi trong cái nghề buôn ấy, cái nghề làm ra của cải là ở bất kỳ thời đại nào cũng cần cả. Và nhất là đối với nhân dân ta đang nghèo khổ thì làm ra của cải là một điều rất cần thiết. Cho nên ông ta đã lập ra các cái hiệu buôn, lập ra các cái công ty, lập ra các cái xưởng đúc để khai thác rồi để mở mang những cái công nghệ, kiếm công ăn việc làm cho nhân dân, và cũng do đó mà đời sống nhân dân được nâng cao. Thì ông đã làm được cái việc đó.
và chính trong lịch sử cái vai trò của ông ấy, như là một nhà kinh doanh hiện đại thì đã làm được mà chúng ta nên phát triển cái tư tưởng doanh nghiệp của ông ta. Sau chuyến đi Trung Quốc bất chắc hóa thành công, khi về ông còn mang theo 239 khẩu quả sơn pháo. Về nước, ông ở mãi miền Bắc và mở hiệu ảnh, nhà in, cho xuất bản Binh Thư và Minh Thư cùng Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Đặng Huy Trứ trở nên bí ẩn trong con mắt của Phú Xuân. Vua nghi ngại, ông tìm một cách gì đó ngoài phạm vi của triều đình. Mặc dù vậy, Đặng Huy Trứ vẫn tiếp tục con đường binh nghiệp. Năm 1871, ông theo Hoàng Kế Viêm đi đánh dẹp biên giới, dã từ nghiệp buôn đang phát đạt. Hơn một năm sau, phố Thanh Hà, thường điếm lừng lẫy của ông cùng với thành Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm đóng, nghiệp buôn phá sản. Ông theo Hoàng Kế Viêm và các quan rút lên đồn vàng. Ông mất ở đó trong sự ngờ vực của triều đình Huế. Bởi lúc đó, phong trào kháng mệnh triều đình diễn ra mạnh mẽ, Trần Tấn, Đặng Như Mai là những người thân của ông đã nổi dậy khởi nghĩa. Như vậy, khi chỉ rõ công cuộc chống Pháp xâm lược nói chung và xây dựng quân đội nói riêng là sự nghiệp của nhân dân, Đặng Huy Trứ đã nêu lên tư tưởng quân sự căn bản mà các nhà cải cách đương thời như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch thường chú ý không đầy đủ hoặc có chú ý mà không trình bày nổi bật trong các bản điều trần của họ. Với những đóng góp nêu trên, Đặng Huy Trứ xứng đáng là một danh nhân văn hóa của Việt Nam. Những tư tưởng của ông ngày xưa vẫn là những bài học lớn cho chúng ta ngày nay. Tiếc thay, giữa lúc tràn trề hy vọng, ông đã đột ngột giã từ cõi đời trong niềm tiếc thương vô hạn của những người cùng chung chí hướng như ông. Hồi đấy là Tự Đức thì tuyên về tư tưởng chủ hòa, đầu hàng, đi đến chỗ là mất nước. Thì Đặng Huy Trứ ngược lại là muốn cứu lại cái tính độc lập dân tộc và cái dân chủ cho nhân dân. Cho nên ông kia thì đứng về quan điểm giai cấp của phong kiến, muốn giữ ngôi báu và để giữ lại cái quyền lợi của mình và đầu hàng với Pháp để dựa vào Pháp mà sống trên lưng của nhân dân. Ngược lại, người Đặng Huy Trứ thì là phải tự mình, phải có lực lượng, phải tự cường tự lực thì lấy lại được độc lập và khi đó lại làm cho đất nước trưởng thành. Thì cái đó là hai cái quan điểm nó hơi khác nhau, một bên thì chủ hòa đầu hàng, một bên thì là canh tân để làm lợi cho dân đất nước. Thì cái đó những cái nhà cải cách của mình đều có cái tư tưởng chung ấy cả, nhưng mà ông Đặng Huy Trứ thì nó có cái sáng giá hơn là ông ta là thực hiện được trong chừng mực của một ông quan cũng không to lắm, bởi vì ông chỉ cấp như là cấp thứ trưởng trở xuống thôi, chứ chưa phải là cấp đại quan. Như kiểu ông Phạm Phúc Thứ thì là đại thần, Phan Thanh Giản là đại thần rồi. Thì cái đó là trong lịch sử thì ghi nhận công lao của ông là như vậy. Nhưng mà tư tưởng của ông thì vĩ đại, như Phan Bội Châu nói là người góp mình gieo cái mầm khai hóa cho đất nước ấy. Mặc dù chính sách canh tân không thành công, nhưng Đặng Huy Trứ vẫn được người đời khen tặng bởi những gì mà ông để lại. Tiến sĩ Cao Tử Đăng, người Trung Quốc, đã tặng ông hai câu thơ: Đại gia văn vận tồn thiên cổ, Nam quốc nhân tài kiến bất ban. Nghĩa là văn chương bậc lớn lưu thiên cổ, đệ nhất nhân tài dạng nước Nam. Cuộc đời làm quan của Đặng Huy Trứ dưới triều vua Tự Đức chỉ có 19 năm. Con đường canh tân đất nước của Đặng Huy Trứ bị bỏ dở sau khi ông mất. Những nỗ lực canh tân của ông không có đất phát triển do đầy rẫy những biến động về mặt chính trị, giặc ngoài xâm xâm lược đất nước cuối thế kỷ 19. Ông mất năm mới 49 tuổi nhưng đã nêu tấm gương sáng ngời của người làm quan và để lại nhiều bài học quý cho đời sau. Chương trình Lịch sử Việt Nam giới thiệu về vị danh nhân Đặng Huy Trứ của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.